tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Theo các nguồn tin quân sự ở Liban, 10 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ không kích mà lực lượng Israel tiến hành vào sáng ngày 17 tháng 8 nhằm vào khu dân cư nằm sâu bên trong lãnh thổ phía nam của Liban. Hai quả tên lửa không đối đất từ máy bay của Israel đã nhắm trúng vào một tòa nhà nằm ở giữa khu công nghiệp thuộc Adi Al-Kafor, quận Nabatieh, phá hủy hoàn toàn công trình này. Nhà chức trách đã điều hành các nhóm ứng cứu khẩn cấp đến hiện trường, đưa những người bị thương đến bệnh viện điều trị và dọn dẹp đống đổ nát. Cũng theo nguồn tin quân sự ở Liban, các máy bay và thiết bị bay không người lái của Israel đã tiến hành 4 cuộc tấn công bất ngờ vào 4 ngôi làng và thị trấn ở miền nam Liban từ rạng sáng ngày 17 tháng 8. Pháo binh Israel đã nã 35 quả đạn pháo vào 8 ngôi làng và thị trấn ở các địa phận phía đông, tây và trung của khu vực biên giới miền nam Liban, làm hư hại một số tòa nhà. Trong khi đó, nhóm vũ trang Hezbollah được Iran ủng hộ đã công bố một video về cơ sở tên lửa ngầm mang tên IMAD-4 và thủ lĩnh của nhóm Hassan Nasrallah tuyên bố rằng các tên lửa đã sẵn sàng được phóng đi. Đoạn video cho thấy tên lửa được di chuyển bằng xe tải bên trong các đường hầm ngầm và các vị trí phóng. Theo đánh giá của quân đội Israel, Hezbollah có một kho chứa khoảng 150.000 quả đạn pháo đủ loại, từ đạn cối cho đến tên lửa đơn giản có tầm bắn 200 km và tên lửa hành trình, máy bay không người lái chứa thuốc nổ. Nhóm này cũng đã được cho là có một số lượng nhỏ tên lửa dẫn đường chính xác. Mặc dù lực lượng phòng vệ Israel đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn Iran trang bị vũ khí cho tổ chức này. Theo Times of Israel, khu vực Trung Đông đã chuẩn bị cho một cuộc gia tăng bạo lực mới trong 2 tuần kể từ khi Israel thủ tiêu chỉ huy quân sự của nhóm Hezbollah là Fuad Suku ở Liban và thủ lĩnh chính trị của nhóm Hamas là Ismail Haniyeh ở Tehran, khiến cả Iran và Hezbollah đều thề sẽ đáp trả. Israel hiện trong tình trạng báo động cao và cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả nếu bị Iran hoặc Hezbollah tấn công. Ngay cả khi xung đột ở mức thấp, nhóm vũ trang của Liban vẫn tiếp tục dọc biên giới phía bắc của Israel. Các cuộc giao tranh giữa lực lượng Hezbollah tại Liban và Israel tăng cường những ngày gần đây, kể từ khi xung đột phong trào giữa Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hezbollah đã tiến hành nhiều cuộc tấn công các căn cứ của Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine. Đáp lại, quân đội Israel cũng đã tiến hành nhiều cuộc không kích sâu vào trong lãnh thổ phía đông nam của Liban, nhắm vào các vị trí của Hezbollah. Căng thẳng gia tăng hơn nữa sau khi Israel tấn công vào vùng ngoại ô của Nam Beirut vào cuối tháng 7 vừa qua, khiến cho một chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng Hezbollah ở Liban thiệt mạng. Hezbollah tuyên bố phong trào này sẽ đáp trả cuộc đột kích của Israel tại thời điểm và địa điểm thích hợp. Ngày 15 tháng 8, hãng thông tấn bán chính thức FA của Iran đưa tin cố vấn quân sự cho một nhánh của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã thiệt mạng trong vụ không kích ở Syria. Trong thông báo, ông Hossein Salami, chỉ huy hàng đầu của IRGC cho biết, Ahmad Reza Afsari, cố vấn cho lực lượng không quân vũ trụ, đã tử trận do bị thương trong vụ không kích do liên quân thực hiện. Truyền thông Iran không công bố thời điểm cụ thể của cuộc không kích nói trên, song đưa tin cố vấn Afsari bị thương vào khoảng từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Tại Syria, Mỹ và Israel đều tiến hành các cuộc oanh kích nhằm vào các lực lượng có liên kết với Iran. Hồi tháng 4, Iran đã phóng thiết bị bay không người lái và tên lửa vào Israel để đáp trả cuộc không kích mà Tehran cho là Israel tấn công tòa nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran ở Syria, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 tướng lĩnh của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Thưa quý vị, theo kênh Al Jazeera, nhóm tấn công hải quân gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu và đội máy bay chiến đấu F-35C đang tiến tới Trung Đông và dự kiến sẽ thay thế tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh cho nhóm tấn công này tăng tốc độ. Ngoài ra, USS Georgia, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang theo tên lửa dẫn đường, đang có mặt ở Địa Trung Hải, cũng đã được triển khai tới Trung Đông. Động thái triển khai nhóm tấn công hải quân diễn ra sau vụ Israel sát hại chỉ huy Hezbollah là Fuad Shuk ở Beirut và vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Động thái cũng diễn ra sau cuộc gọi ngày 11 tháng 8 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nhằm đề phòng Iran tấn công trả đũa. Trong một tuyên bố do Lầu Năm Góc đưa ra sau đó, ông Austin tái khẳng định rằng Mỹ cam kết thực hiện mọi bước đi có thể để bảo vệ Israel, và cho biết Mỹ tăng cường khả năng của lực lượng quân sự trên khắp Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Các nhà quan sát lo ngại rằng hành động trả đũa sau hai vụ ám sát, dù do Iran hoặc Hezbollah thực hiện, đều có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khu vực và có khả năng lôi kéo Mỹ tham gia khi ủng hộ đồng minh Israel. Hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã chỉ trích cách tiến hành cuộc chiến ở Gaza
mô tả các hoạt động của Israel tại vùng đất này là quá mức và liên tục nói rằng quá nhiều dân thường đã thiệt mạng. Tuy nhiên, điều đó không khiến Mỹ có nỗ lực mạnh mẽ nào nhằm buộc Israel ngừng tấn công Gaza, ví dụ như lệnh cấm bán vũ khí hay các biện pháp trừng phạt khác. Nhiều quốc gia trong đó có Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani và một số quốc gia phương Tây đã kêu gọi công dân sơ tán khỏi Liban vì lo ngại Liban bị Israel đáp trả nếu Israel bị tấn công trực tiếp. Đồng thời, một số hãng hàng không đã tạm dừng các chuyến bay tới Israel, Jordani và Liban. Theo giới phân tích, việc Mỹ thông báo triển khai nhóm tàu sân bay tấn công là nhằm mục đích răn đe Iran hơn là làm tình hình leo thang. Ông Omar Rahman, một thành viên tại Hội đồng Vấn đề Toàn cầu Trung Đông nhận định, Mỹ đang gửi tín hiệu rõ ràng tới Iran rằng họ sẽ tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào phía trước và động thái này có khả năng ngăn chặn Iran thực hiện một cuộc trả đũa đáng kể nhằm vào Israel. Tuy nhiên, việc hạn chế nguy cơ leo thang và áp dụng cách tiếp cận không can thiệp vào các hành động của chính phủ Israel có thể sẽ là một thách thức, nhất là khi Israel liên tục phá vỡ các giới hạn đỏ mà Mỹ đặt ra. Về phần mình, ngày 12 tháng 8, phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ Israel Anna Ukolova cho biết tất cả các đơn vị của lực lượng phòng vệ Israel được đặt trong tình trạng báo động cao. Bà Ukolova cho biết thêm, lực lượng phòng vệ Israel vẫn tiếp tục các hoạt động tích cực trong cuộc chiến chống khủng bố trên mọi khu vực biên giới. Bà cũng trích dẫn bài đăng trên mạng xã hội ngày 11 tháng 8 của người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari rằng quân đội Israel đang theo dõi tình hình ở Trung Đông, tập trung vào các hoạt động của Iran và phong trào Hezbollah và sẵn sàng hành động tùy thuộc vào diễn biến của tình hình. Nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban ngày 16 tháng 8 lần đầu tiên công bố video bên trong thành phố ngầm khổng lồ được trang bị các tên lửa chính xác sẵn sàng phóng. Cụ thể, theo Jipot và kênh tin tức Al-Majadeen, trong video về mạng lưới đường hầm ngầm vừa được Hezbollah công bố, có thể thấy các chiến binh của nhóm đang hoạt động bên trong. Các đường hầm dường như là một phần của mạng lưới ngầm được trang bị tên lửa, đèn chiếu sáng, máy tính. Ngoài ra, không gian bên trong các đường hầm rất rộng, đủ chỗ cho một vài xe tải và xe máy đi qua. Có thể thấy một số chiến binh Hezbollah đang phóng xe máy trong đường hầm. Nội dung của video đe dọa Israel đó là Israel sẽ phải đối mặt với một số phận và thực tế mà họ không ngờ tới. Chiến tranh với chúng tôi, tức Hezbollah, sẽ lan rộng khắp Palestine, từ biên giới Liban tới biên giới Jordani, tới Biển Đỏ, đến Kiryat Shmona và tới Eilat. Các tên lửa đã vào vị trí, được triển khai và tập trung vào các mục tiêu trong điều kiện an ninh hoàn hảo. Đoạn video được tung trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hezbollah vẫn dâng cao sau khi Israel ám sát chỉ huy Fuad Shukr của nhóm Hezbollah và nhóm quân này tuyên bố sẽ trả đũa. Tại Liban, mới đây nhóm vũ trang Hezbollah được Iran ủng hộ đã công bố một video về cơ sở tên lửa ngầm mang tên IMED-4 và thủ lĩnh của nhóm là Hassan Nasrallah tuyên bố các tên lửa đã sẵn sàng được phóng đi. Đoạn video cho thấy tên lửa được di chuyển bằng xe tải bên trong các đường hầm ngầm và các vị trí phóng. Theo đánh giá của quân đội Israel, Hezbollah có một kho chứa khoảng 150.000 quả đạn pháo đủ loại, từ đạn cối tới tên lửa đơn giản có tầm bắn 200 km và tên lửa hành trình, máy bay không người lái chứa thuốc nổ. Nhóm này cũng được cho là có một số lượng nhỏ tên lửa dẫn đường chính xác, mặc dù IDF đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn Iran trang bị vũ khí cho tổ chức này. Trong diễn biến khác, về phía Israel, theo Time of Israel, khu vực Trung Đông đã chuẩn bị cho một cuộc leo thang bạo lực mới trong hơn 2 tuần kể từ khi Israel thủ tiêu chỉ huy quân sự của nhóm Hezbollah là Fuad Shukr ở Liban và thủ lĩnh chính trị của nhóm Hamas là Ismail Haniyeh ở Tehran, khiến cả Iran và Hezbollah đều thề sẽ đáp trả. Israel hiện trong tình trạng báo động cao và cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả nếu bị Iran hoặc Hezbollah tấn công, ngay cả khi cuộc xung đột mức thấp với nhóm vũ trang ở Liban vẫn tiếp diễn dọc biên giới phía bắc của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho hay, giữa tuần qua, không quân Israel đã tập trận mô phỏng một chuyến bay tầm xa ở sâu bên trong lãnh thổ của đối phương, thực hành việc tiếp nhiên liệu trên không nhiều lần trong thời gian ngắn. Theo truyền thông Israel, việc diễn tập đó ám chỉ rõ ràng tới một cuộc tấn công tiềm tàng ở Iran hoặc sâu trong Liban. Cuộc tập trận diễn ra trong không phận Israel và có sự tham gia của một trong số các máy bay tiếp nhiên liệu Boeing 707 và nhiều chiến đấu cơ F-35i và F-15. Gặp gỡ những người đồng nhiệm Anh và Pháp vào ngày 16 tháng 8, Ngoại trưởng Israel Katz cho hay ông đang tìm kiếm cam kết từ các đồng minh của Mỹ để tham gia vào hành động quân sự trả đũa chống Iran nếu nước này tấn công Israel. Anh và Pháp đều tham gia một liên minh quốc tế giúp bảo vệ Israel vào hồi giữa tháng 4 khi Iran phóng hàng trăm tên lửa vào Israel. Ngoại trưởng Anh David Lammy và Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejour có chuyến công du tới Israel trong bối cảnh các nỗ lực quốc tế đang được tăng cường nhằm giúp các bên đi tới một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Theo hãng thông tấn The Guardian, vòng đàm phán mới nhất về ngừng bắn ở Gaza đã kết thúc ở Doha mà không đạt được đột phá nào. Tuy nhiên, thời gian đàm phán mới đã được ấn định vào tuần tới nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 10 tháng ở khu vực này.
Theo tờ New York Times, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thuyết phục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấp thuận lệnh ngừng bắn với phong trào Hamas của Palestine. Đề xuất này được đưa ra với điều kiện các con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 sẽ được trả tự do. Trích dẫn nguồn tin nội bộ, tờ New York Times của Mỹ cho biết, chính phủ Mỹ không tin rằng Israel có thể đạt được bất kỳ mục tiêu quan trọng nào ở dải Gaza bằng cách tiếp tục chiến đấu với phong trào Hamas của Palestine. Thủ tướng Netanyahu đang chịu áp lực rất lớn từ các thành viên cực hữu trong nội các nhằm ngăn cản đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Chính quyền Tel Aviv tuyên bố xóa sổ Hamas là mục tiêu chính khi tiến hành chiến dịch ở Gaza để đáp trả cuộc đột kích vào hồi tháng 10 năm 2023. Những người đang theo đường lối cứng rắn trong nội các của Thủ tướng Netanyahu đã công khai bác bỏ lệnh ngừng bắn được đề xuất. Họ cho rằng Israel cần phải gia tăng lệnh phong tỏa vùng đất Palestine. Tuy nhiên, tờ New York Times đưa tin, ngày càng nhiều quan chức an ninh của Nhà Trắng lập luận rằng quân đội Israel đã làm suy yếu nghiêm trọng năng lực của Hamas nhưng sẽ không bao giờ có thể xóa sổ hoàn toàn phong trào này. Giới chức Mỹ và Israel cũng cho rằng các cuộc giao tranh tiếp diễn sẽ không cho phép Israel giành lại khoảng 115 con tin sống sót và đã tử vong còn lại trong tay người Palestine. Các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA William Burns, Điều phối viên khu vực Trung Đông của Tổng thống Biden, ông Brett Markoff và cố vấn cấp cao Nhà Trắng Amos Hochstein đang có chuyến thăm Trung Đông trong tuần này. Theo New York Times, một trong những nhiệm vụ của các quan chức Mỹ là chia sẻ quan điểm của Washington với các bên liên quan trong khu vực. Các chuyên gia của Mỹ đánh giá hoạt động quân sự gần đây nhất của Israel là kiểu chiến lược đập chuột vì lực lượng Hamas có thể tập hợp lại bất chấp áp lực. Trong một diễn biến liên quan, vòng đàm phán mới nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở dải Gaza đã được nối lại tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 15 tháng 8 với sự tham gia của các nhà hòa giải và Israel. Phong trào Hồi giáo Hamas không tham gia trực tiếp vào các cuộc thảo luận nhưng được thông báo về tiến độ đàm phán. Với tư cách là bên trung gian cùng với Qatar và Ai Cập, Mỹ đang nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Gaza, vốn là chìa khóa giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Đến ngày 16 tháng 8, các cuộc đàm phán ngừng bắn ở dải Gaza đang diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar đã tạm dừng cho đến tuần tới. Trong tuyên bố chung, Mỹ, Qatar và Ai Cập cho biết Washington đã đưa ra đề xuất mới dựa trên các điểm đã đồng thuận trong tuần, thu hẹp khoảng cách giữa các bên theo cách có thể cho phép thực hiện nhanh chóng một thỏa thuận. Tuyên bố cho hay các nhà trung gian hòa giải sẽ tiếp tục thảo luận về đề xuất này trong những ngày tới. Theo một quan chức Israel, phái đoàn của nước này tại Doha sẽ trở về nước trong ngày 16 tháng 8 và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào ngày 19 tháng 8. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!